Ma lực vĩ đại, thần dược vô biên, ta là Ha Ha Potter. Ta là cháu ba đời của Harry Potter, đang trên con đường gìn giữ chức danh phù thủy cuối cùng. Ông ta đã truyền cho ta một cây đũa thần, thế nhưng ta làm mất rồi. Còn bây giờ ta đang sử dụng những chiếc đũa phép. Thôi bỏ đi, đống đũa dùng một lần của ta ấy mà. Thế nhưng mà chả hiểu sao mọi người luôn đánh giá ta, và đến bây giờ thì ta vẫn chưa có dấu vết như ông nội và cha ta. Nhưng mà ngày hôm nay ta sẽ kể cho các ngươi về một ngày của ta. Căn chụp nhá. Ok. Sang trái anh ơi. Ngừng lên. Xuống quá rồi. Thôi này, mệt hai nhà anh chị quá rồi đấy. Này, cầm lấy. Giả. Nói chung phiền phức quá. Nói chung là cái điện thoại này không giúp được các người đâu. Để ta giúp các người. Xe cần chú đây. Zim ra lấy bim. Có ngay một bức tranh. Ôi. Thấy không? Tân chú một cái là có ngay luôn này. Đây, tăng. Bố cái ông phù thủy low tech này nữa, rơi ạ. Sợ hơi này, bố mới cho mày 3 giây, cút bố mới được chú. Ôi giời ơi, anh khổ cái tân tôi. Học với trai có mỗi cái việc đi học tôi mà không xong nữa. Ôi giời ơi. Đi học với trời anh. Này, sao đây? Sao không đây? Đi học giáo viên giảng bài nhanh quá, không xem kịp. Không xem kịp đúng không? Ừ. Yên tâm đi, ta có ta ở đây rồi. Ta xin tự giới thiệu, ta là Ha Ha Potter. Được rồi, đừng có chém nữa đi. Từ bé đến lớn giờ toàn nghe đến Harry Potter, làm gì có Ha Ha Potter nào? Đấy là ông cố nội ba đời. Đến sang cái đời ta là Ha Ha Potter rồi. Vậy lại giúp nhá, bây giờ là không chép kịp đúng không? Đưa ra xem nào. Đây. Yên tâm, nhìn đũa phép không? Really nigga. Tuy là đũa phép nhìn giống hơi giống cái đũa dùng một lần thôi, nhưng mà nó là đũa phép. Nhìn đây, đây là gì sáng đúng không? Ta chỉ cần đọc thần chú thôi. Bada đi bada bu. Nhưng mà ông ơi, bây giờ tôi học sổ ở đâu? Bây giờ là đi học ấy, là sinh viên nó dùng laptop rồi bố à. Nhá, sổ này ấy, là nó chỉ để so đẹp thôi. Thế à? Thế bây giờ ông biết là sổ tôi làm sao mà tôi đánh máy nữa? Làm sao mà tôi chuyển vào đây được? Vớ va vẩn thù thủy gì mà chả biết gì về công nghệ cả, thời đại 4.0 rồi. Bây giờ ông tính thế nào đây? Bây giờ là quyển sổ này tôi vừa mua xong 200.000 của tôi đây. Bây giờ nhá, đối với ông 200.000 không phải là cái gì nhau. Vấn đề là đối với tôi nó kéo ra nào. Đến đây là ông đền cho tôi đi. Ôi giời ơi. Nó tuyên truyền văn hóa phẩm buồn đối trị bố ạ. Em giúp cháu mày đi. Con gì con tao? Em giúp cháu mà. Tao nhìn mặt mày là tao biết mày bắt cóc con nào. Mày cái gì đây? Mày định ai cái đũa của em ạ? Mà tưởng cái gì? Hóa ra đũa ăn một lần. Bố thằng rẻ rách đi. Vâng. Thôi, đi bố cho tiền thằng rẻ rách. Cuộc đời thật lắm éo đấy. Muốn làm phù thủy tốt đi giúp người cũng không xong. Ông trời ơi! Gọi cái gì đấy? Gọi cái gì dài mồm ra đấy? Làm sao con khóc? Con tưởng con gọi ông trời không? Ông trời nào? Làm gì có ông trời, rời trước giờ toàn đàn bà thôi. Thấy mấy hôm rồi tự nhiên thất thường không? Đàn bà mày đang đến ngày đấy, thế giờ có vấn đề thì là nói nhanh lên nào! Đây, con là phù thủy Ha Ha Potter. Đây, con rất muốn đi giúp tất cả mọi người xung quanh con. Thế nhưng mà không hiểu sao mà mỗi lần con giúp mọi người lại chê con nào là lâu tích, nào là kém, hội nhập, cái gì không sao con ạ. Và hiểu ra có hai lý do để dẫn đến cái sự này của con. Lý do thứ nhất ấy là con kém may mắn đúng không? À không,
Lý do thứ nhất là do mình ngu. Lý do thứ hai ấy vẫn là do mình ngu. Bởi vì sao? Bởi vì là con đã chọn sai đũa rồi. Đấy, con nhìn cái đũa trông như thế này thì làm sao mà giúp được mọi người. Được ý, bà có cái này hay lắm, mới thỉnh Blackpink về. Được ý nhá. I'll hit you with that to do to do to. Cảm ơn nhé. Ôi, Galaxy Note 10 Plus. Đúng rồi đấy. Trời ơi, gì đây, kiểu chụp kiểu gì đây? Hai ngày hai đêm mãi không xong. Thì em chụp được thì em tự đi mà em chụp đi. Chụp, chụp đi. Để ta giúp các người. Lại cái trong người. Mình đây. Đây là khác rồi. Đuổi lỗi thời rồi. Hôm nay ta có cái này rồi. Samsung Galaxy Note 10 Plus. Và chiếc thần kỳ S Pen. Tao về up lên Facebook cho, giả đây. Tao đi cứu người khác, nhớ vote 5 sao đấy nhá. Ok, cảm ơn nhá. Bye. Con gõ văn bản nữa thêm đây, đọc cố đọc cho con. Rồi, X này. X, V-I D-O D-O X, V-D-O. Đấy, sớt ở trong. Chưa hết rồi. Ui, nhiều nội dung quá bố nhỉ. Nhiều trẻ em đấy. Content quá thêm. Hello, mấy trường. Cái thằng này, mày lại quay lại đây à? Dạ. Này, quay lại rồi nhá. Bây giờ ta chứng minh như ngươi thấy ta là Haha Potter. Được. Ngày hôm nay ta đã có đũa mới rồi. À, căng quá nhở. Đấy, đây là S Pen. Nhà ngươi đang vướng mắc về cái vụ việc là chuyển từ chữ cái tay sang tách đúng không? Đúng. Thì đây, rồi. Khi chúng ta vào ghi chú ở cái điện thoại này, Note 10 Plus, chúng ta sẽ có thể viết ví dụ tên con là gì? Hải Triều, cái chữ Triều thôi, chữ Hải làm gì nó nhiều. Đấy, thấy chữ đẹp chưa? Rồi. Được chưa? Bây giờ chỉ cần chọn bên này. Chuyển đổi. Nó sẽ ra ngay đầu tiên tượng tách. Chuẩn là chuyển được cả dấu à? Đúng rồi, chuyển cả dấu tính viết các thứ luôn. Đặt đấy. Hay chưa? Mà chưa kể nó còn xuất ra được các định dạng khác để lên laptop của con này còn dùng luôn. À, thế là chuyển từ cái này vào laptop luôn đúng không? Chuyển hết cả mọi thứ, dữ liệu rất là hay. Bây giờ là ghi bao nhiêu môn trong đấy là quản trị tài chính, xong rồi ngôn ngữ Anh các thứ thì ghi như thế, nhớ là không tìm thấy thì sao rồi? Tức là sợ loạn đúng không? Ừ. Bây giờ hoàn toàn thể làm này, chúng ta phải vào mục tìm kiếm rồi chọn chiều là nó ra luôn, sơ được luôn được chưa? Được. Cười cái coi đã biết tí rồi, ra ra là Haha Potter chưa. Và kể từ khi đó thì Haha Potter chưa bao giờ hạnh phúc đến như vậy, bởi vì anh đã có thể giúp được rất nhiều người. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng đâu cần độ phép gì cao siêu, chúng ta chỉ cần S Pen và Note 10 Plus. Tất cả mọi người đều có thể tạo ra những phép màu của hạnh phúc. S Pen, đũa thần quyền năng, mở lối đa tài. Đấy các bạn ạ, cuối cùng thì mình cũng đã có thể trở thành một phù thủy tốt và giúp tất cả mọi người. Giúp tất cả mọi người ấy hả? Hả? Điện thoại bà mày cho mày mượn để mày luyện tập phép cho nó đàng hoàng nhá, chứ không phải đi giúp. Thích giúp cái gì? Tự đi mua điện thoại nhá. Còn mày nhá, thích lấy máy của bà để đi lấy le mày gáo đúng không? Hút. À, đau quá. Cuối cùng ta cũng có vết sẹo dấu ông nội Harry Potter rồi.